Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mình chúc bạn và cả gia đình một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Video ngày hôm nay chia sẻ tới các bạn một cách làm sạch mụn mọc, mụn mủ, mụn trứng cá một cách rất đơn giản. Nguyên nhân nhiều dẫn đến mụn là do cơ thể của bạn đang có quá nhiều độc tố. Hay nói một cách đơn giản là gan của bạn đang quá tải, nên việc đào thải độc tố bị gián đoạn dẫn đến việc hình thành mụn ở cơ thể. Có thể do virus, vi khuẩn, chất thải từ các mầm bệnh, kim loại nặng, độc hại, chế độ dinh dưỡng, quá nhiều chất béo cùng nhiều thứ khác đang đè nặng lên gan của bạn. Bạn sẽ thấy rất tuyệt vời khi áp dụng phương pháp này trong 7 ngày, mụn trứng cá, mụn cám gần như tan biến, mụn bọc thì các bạn sẽ cần thời gian lâu hơn một chút. Nhưng quan trọng là bạn biết được nguyên nhân dẫn đến mụn có thể bắt nguồn từ gan. Nguyên liệu đầu tiên mình cần sử dụng cho công thức này đó chính là lá và cành của dâu tằm. Bạn có thể tìm mua ở những cửa hàng cây giống có bán rất nhiều. Loại cây này là một loại cây mà bạn nên trồng ở trong nhà. Các bạn hãy ngắt riêng phần lá của dâu tằm ra như thế này nhé. Trong y học cổ truyền thì lá dâu tằm được sử dụng để hỗ trợ cải thiện thị lực, bổ gan, đuổi gió và thanh nhiệt. Lá cây dâu tằm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Chúng có chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ như chất chống oxy hóa, polyphenol cũng như vitamin C, kẽm, canxi, sắt, kali, phốt pho và magie. Bạn hãy rửa sạch phần lá của dâu tằm như thế này. Lá dâu tằm có chứa nhiều hợp chất chống viêm bao gồm chất chống oxy hóa flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy rằng lá dâu tằm có thể chống lại chứng viêm và stress oxy hóa, hỗ trợ điều trị chứng viêm do mụn hình thành, cực kỳ hiệu quả. Bây giờ các bạn sẽ cắt riêng phần cành lá dâu tằm ra như thế này hoặc đập dập nó ra để lấy được nhiều nhất dưỡng chất. Nhiều nghiên cứu đã xác định được rằng chiết xuất trong lá dâu tằm có thể bảo vệ các tế bào gan khỏi bị hư hại và giảm viêm gan, thải độc và thanh lọc gan. Gan khỏe mạnh và đào thải được độc tố là một trong những yếu tố cốt lõi giúp bạn loại bỏ sự hình thành của mụn. Bạn sẽ cho toàn bộ phần lá dâu tằm này vào một cái nồi và để sang một bên nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm chanh, hãy sử dụng bất cứ loại chanh nào mà các bạn đang có sẵn. Chanh xanh thì sẽ có vị đắng nhiều hơn. Chanh tạo điều kiện rất thuận lợi cho quá trình tiêu hóa, nó làm thư giãn dạ dày. Nó là một loại quả được sử dụng trong điều trị các bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, cúm do virus. Bây giờ các bạn sẽ cắt đôi quả chanh và cắt 1/2 quả chanh như thế này thành những miếng nhỏ. Cấu trúc rất mạnh mẽ của chanh về giá trị dinh dưỡng đó là cực kỳ giàu vitamin C. Nó cho phép cơ thể của bạn tăng sự hấp thu sắt từ chế độ ăn uống. Nó còn giúp bạn ngăn ngừa chứng viêm gây ra do mụn, thu nhỏ những vùng viêm dị ứng mà các bạn đang mắc phải. Nó còn giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, tái tạo bề mặt các khớp xương, ngăn ngừa sự vôi hóa. Không những vậy, hỗn hợp này còn có tác dụng tái tạo những tế bào não, ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ. Nó giúp cân bằng tỷ lệ đường trong cơ thể, đổi mới tuyến tụy của bạn, giúp cho bạn lợi tiểu và giảm phù nề. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa mình sẽ cần chuẩn bị thêm 1 lít nước cho công thức này. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần chanh vào nồi đựng dâu tằm và cho toàn bộ phần nước vào. Bật bếp và đun trong khoảng thời gian 10 phút tính từ lúc nước sôi.
Thức uống này là một thức uống rất tuyệt vời giúp bạn hỗ trợ được chứng sưng, viêm do mụn gây ra. Đặc biệt nó chữa lành những tổn thương từ sâu bên trong cơ thể của bạn, đặc biệt là lá gan đang bị tắc nghẽn, trì trệ và quá tải. Sau khi mình đã đun được 10 phút như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp và lọc riêng phần bã ra nhé. Thức uống này các bạn có thể sử dụng thay cho nước lọc hàng ngày và áp dụng liên tục trong vòng 7 ngày. Nếu như mụn bọc thì các bạn cần áp dụng liên tục trong 14 ngày. Thức uống này có tác dụng chống ung thư, đặc biệt là chống lại các tế bào ung thư gan hay ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó thì thức uống này còn giúp cho bạn làm giảm lượng đường ở trong máu, cholesterol và mức độ viêm nhiễm. Những thuộc tính này có thể làm cho chúng hữu ích để chống lại căn bệnh tim và căn bệnh tiểu đường mãn tính. Nó còn giúp bạn ổn định huyết áp, giảm viêm và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Sự tích tụ màng bám trong động mạch có thể dẫn đến những bệnh liên quan đến tim mạch. Sử dụng thường xuyên hỗn hợp này để đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần có một chế độ dinh dưỡng thật phù hợp. Giảm ăn những đồ ăn cay nóng và nhiều dầu mỡ. Tiến hành thải độc gan trong 9 ngày, link mình sẽ để ở dưới của phần mô tả của video này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến lúc này. Mình chúc bạn thật kiên trì để có được kết quả như mong muốn. Nếu bạn thích thức uống này, hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới của phần bình luận này nhé. Hãy tặng mình một like và một bấm đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video kế tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.